Xin chào các bạn, tôi là Hằng đến từ Hyundai Kiên Giang. Hôm nay tôi sẽ trở lại với clip đánh giá về chiếc Hyundai Accent. Hyundai Accent là phiên bản thế hệ thứ tư. À nhầm, thế hệ thứ năm nha. Thế hệ thứ năm rồi. Thế hệ thứ tư là Santa Fe. Thì hiện nay đứng bên cạnh tôi đây là chiếc Hyundai Accent bản 1.4 AT tiêu chuẩn. Tôi rất là mong muốn đánh giá về cái bản 1.4 MT, nhưng mà bản đó hầu như là cháy hàng do về cái sản lượng nhà máy Hyundai Thành Công cung cấp không đủ cho người dùng các bạn ạ. Hầu như là các đại lý rất là hiếm hàng cái bản 1.4 sàn gia đình. Thì Hyundai Accent có gì mà nó hot đến như vậy? Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn có thể thấy đây. Từ cái phiên bản mà 1.4 MT thì nó đã trang bị cái dãy đèn LED ôm theo cụm đèn rất là sắc nét, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây các bạn thấy ha, giờ mình thấy rất là sang trọng. Trang bị cụm đèn bi halogen, tăng cái tuổi thọ cho cụm đèn cũng như nhìn cái cụm đèn này nó đẹp hơn, nó sang hơn. Trang bị cụm đèn sương mù, cái hốc này các bạn, giờ mình thấy nó được ôm bọc một cái lớp nhôm như thế này à. Giờ mình thấy rất là sang trọng nha. Khoảng sáng gầm xe cũng là một điều đáng nói, đó là đang sở hữu khoảng sáng 150mm, cao hơn so với người anh em hàng xóm Vios. Vios sở hữu 133cm thôi, khoảng sáng này hơn Vios. Rồi về động cơ thì Hyundai Accent đang sở hữu động cơ 1.4 thì nó tầm khoảng gần 100 mã lực các bạn ạ, khoảng gần 100 mã lực thôi. Nói chung là động cơ ở mức độ vừa để chạy gia đình cũng như cho một số anh em có thể trải nghiệm thì Hyundai Accent nó khá là ok đấy. Mâm đây, mâm sở hữu mâm 15. Hiện nay ba phân phối trên thị trường thì nó bao gồm có 4 bản, ngoại trừ cái bản AT đặc biệt nó đang sở hữu mâm 16 thì ba bản dưới nó đều sở hữu mâm 15. Mâm này các bạn thấy sở hữu mâm đúc, mâm 15. Từ bản sàn đủ trở lên thì hầu như trước sau 4 mâm đều đang là mâm đúc. Bản sàn thiếu là mâm sắt. Hệ thống thắng đĩa trước sau. Cụm đèn có tích hợp đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu, gương chỉnh điện gập điện. Đối với bản sàn đủ trở lên thì nó đã trang bị như thế này rồi, trừ bản sàn thiếu. Tay nắm cửa mạ rơm rất là sang trọng nha các bạn. Ồ, tiếng đóng cửa rất là chắc chắn. Và đây là cái cụm sau của Hyundai Accent. Các bạn thấy đây, cụm đèn hậu nó chạy từ dọc thân xe đến đuôi xe. Ồ, nói chung là nó ăn nhập với cái đuôi xe về tổng thể rất là ăn nhập. Giờ mình thấy rất là thu hút nha các bạn, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Dòm ở góc 3/4 như thế này, các bạn có thể thấy hiện nay Hyundai Accent nó đang sở hữu thiết kế điêu khắc dòng chảy 2.0 thừa hưởng từ đàn anh Elantra, một mẫu thiết kế sang trọng, đẳng cấp cũng như thể thao, được giới trẻ, hầu như là giới trẻ và giới anh em rất là chuộng luôn các bạn ạ. Cánh lướt gió giờ mình thấy nói chung tôi cũng mê đấy các bạn. Về đây nó trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ nha các bạn. Cái cốp thì rộng lắm, rộng miên man luôn, tha hồ mà đi du lịch các bạn nha. Mâm dự phòng thì mâm đúc luôn, khá là hay, khá là ấn tượng. Cốp thì mở thông minh nha các bạn, khi mà các bạn có chìa khóa thì tiến lại gần thì tầm khoảng 0,3 giây là nó mở, không cần phải đá chân nữa các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến vào sâu bên trong để xem Hyundai Accent có gì nào. Xin chào bạn, tôi đang ở trong cái buồng lái của Hyundai Accent 2019. Accent 2019 thì nó thật sự là nói cho nó sang thì vậy thôi, chứ thật sự nó trang bị có hai điểm mới thôi. Hai điểm đó thì tí nữa tôi sẽ giới thiệu các bạn. Bây giờ tôi xem cái nội thất này hiện nay như thế này thì anh em có đáng tiền, có đáng để xuống tiền hay không thôi. Đây
cùng phân khúc với Vios nha các bạn. Các bạn đừng có so với một số phân khúc khác thì nó tồi accent lắm mà. À, vô lăng thì được bọc da, nói chung là trợ lực điện khá là nhẹ, khá là mướt, nuột lắm các bạn. Như em 18 ấy. Nó vui thôi chứ. À, thì cái vô lăng này thì nó trang bị một số nút cơ bản thôi, nó không có gì nhiều, nó không có trang bị cruise control. Thì chỉ có cái bản mà tự động đặc biệt nó mới trang bị cruise control nha các bạn. À, nó đây cụm đèn rồi rạc mưa. Ở đây thì ghế chỉnh cơm phân khúc B, cái giá tầm như thế này thì các bạn nào hỏi chỉnh điện thì không được nha, chỉnh cơm thôi các bạn ạ. À, đây gập điện, gương chỉnh điện gập điện như vừa rồi tôi đã có giới thiệu rồi, nó có chỉnh lồng gương đầy đủ hết. Quan trọng nó trang bị cân bằng điện tử nha các bạn, cân bằng điện tử nha, khá là hay, khá là đắt tiền nha. Trên đây thì nó không được giả da nhựa cứng, nhựa cũng vừa chứ không có cứng lắm các bạn ạ. À, nội thất thì về thiết kế tổng quan trực khi mà tôi dòm vào thì nói chung là nó thiết kế thì nó ăn nhập với cái đầu xe nha các bạn. Màn hình chìm AVN 7 inch thì vẫn giống như các thiết kế của cái màn hình của các dòng Hyundai khác đa phương tiện. Dàn lạnh thì chỉ một vùng thôi. Rồi có trang bị không, có trang bị sạc không dây, có sạc có dây. Không chỉ trang bị remote, phanh tay, hộp số thì bán tự động, hộp số tự động 6 cấp hơn Vios 1 cấp, kia Vios 5 cấp. Gương thì không chống chói nhưng mà nó trang bị cái cụm gạt mưa tự động, nó cảm biến được cái lượng mưa nó tự động rạc. Thì khi mà cái xe này mình đạp lên nhóm khoảng tầm ga 15 đến 20 km/h thì nó tự động lóc cửa nha các bạn, đây phật liền, nói chung là khá an toàn. Rồi đây giới thiệu điểm mới trên Hyundai Accent 2019 đây các bạn. Đây để tôi kéo cái ghế lên cho các bạn dễ thấy nha. Rồi đây cái cửa gió sau đây các bạn, các bạn có thể quan sát cửa gió sau nó đây, đây là 2019 nha các bạn, cửa gió sau. Và nó trang bị thêm vây cá mập. Một điểm mà tôi khá ưng nữa ở Hyundai đây, nó trang bị một cổng sạc Elantra không có các bạn ạ. Tôi thấy khá thích thú ở điểm này nha. Rồi về tổng thể giá cả thì tôi cũng chia sẻ với một số anh em luôn, phiên bản 2019 nó trang bị thêm cửa gió và vây cá mập thì nó giá dao động lần lượt là từ 425 triệu đến 540, nhưng mà nó do trang bị vừa rồi đó thì các bạn có thể thấy đó thì nó sẽ tăng. Như cái bản sàn thiếu thì nó trang bị chỉ có cửa gió thôi, không trang bị vây cá mập thì nó tăng 1,1 triệu thì nó ra là 426,1 triệu. Rồi bản sàn đủ nó tăng sẽ là 2,1 triệu do trang bị cửa gió và vây cá mập thì nó lên là 472,100,000. Bản tự động tiêu chuẩn như tôi ngồi đây thì nó giá 499, nó tăng 2,1 triệu thì nó ra 501,100,000 đồng. Rồi bản tự động đặc biệt nó tăng 2,1 triệu luôn thì nó sẽ là 542,100,000 đồng. Thì khi mà lăn bánh luôn á, khi mà các bạn mua xe á thì tôi vẫn đánh giá cao ở Hyundai Accent nha các bạn. Ví dụ các bạn sàn đủ thì các bạn khi mà cái giá mà chưa lăn bánh là 472,100,000 đồng, lăn bánh luôn thì nó tầm khoảng 530. Thì khi mà anh em trả góp thì nó tầm khoảng 150 thì anh em đã nhận xe rồi. Nó lăn bánh luôn thì nó mới bằng ông Vios E, nó chưa lăn bánh đó các bạn ạ. Nói chung là giá hời đấy. Tôi nói chung là khá hài lòng với các phiên bản của Hyundai Accent. Rồi thì nó trang bị về hệ thống túi khí cũng vậy. Thì nó tùy theo phiên bản, ví dụ như bản sàn thiếu thì trang bị 1, sàn đủ 2, bản này 4 và bản cao nhất thì tự động 6 túi khí. Cũng khá là an toàn. Dàn loa không vậy, trang bị 6 loa, âm thanh rất là chất lượng luôn. Nói chung về cái phân khúc B ở Hyundai Accent hoặc Toyota Vios thì ở góc độ tôi ưng Hyundai Accent. Với giá cả như thế này thì rất là xứng đáng đồng tiền cho anh em bỏ ra, với nhiều phiên bản để lựa chọn và nhiều màu khác nhau thì Hyundai luôn đáp ứng được cho người tiêu dùng và khẳng định được Hyundai luôn đi đôi với cái việc mà về cái tiện nghi cho khách hàng. Vâng, clip tôi xin được kết thúc và hy vọng sẽ được lắng nghe cũng như sự chia sẻ từ các bạn và quý khách hàng. Hy vọng các bạn sẽ chia sẻ cũng như có nhiều câu hỏi về cho chúng tôi để chúng tôi thực hiện được nhiều cái clip đánh giá về các dòng xe Hyundai hoặc các dòng xe khác.
Các bạn hãy like và subscribe cho kênh của chúng tôi. Xin chào và cảm ơn các bạn.